Cà Mau, Trà Vinh xử phạt nghiêm vi phạm về phòng chống dịch COVID-19. Ngày 19 tháng 8, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp TCT sinh năm 1991 ở Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật lên mạng xã hội với số tiền xử phạt là 5 triệu đồng. Trước đó, thì TCT đã cung cấp thông tin sai sự thật vu khống xúc phạm uy tín tổ chức, danh dự và nhân phẩm cá nhân trên trang Facebook của cá nhân mình liên quan đến việc hỗ trợ người bán vé số lẻ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian dịch Covid-19. Qua làm việc với cơ quan chức năng, TCT đã thừa nhận hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên Facebook cá nhân của mình. Trước đó thì cũng trong tháng 8, chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh cũng đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai trường hợp cung cấp thông tin sai sự thật trên Facebook với nội dung liên quan đến tình hình dịch Covid-19 với số tiền xử phạt là 5 triệu đồng trên một trường hợp. Ủy ban nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy sản Chấn Nam ở ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân. Với tiết số tiền là 30 triệu đồng do không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người trong thời gian giãn cách để phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, thì khoảng 18 giờ 40 phút ngày 7 tháng 8, Công an huyện Cái Nước kiểm tra đột xuất và phát hiện công ty Chấn Nam đang có 90 công nhân sơ chế 6 tấn tôm nguyên liệu. Lượng tôm này được vận chuyển về công ty từ huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre ngày 6 tháng 8. Khi hàng nhập kho, công ty Trấn Nam đã gọi điện từ công nhân đến làm việc, bắt đầu từ 6 giờ ngày 7 tháng 8. Theo Ủy ban nhân dân huyện Cái Nước, ngày 30 tháng 7, công ty Trấn Nam đã cam kết với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Cái Nước tạm ngưng hoạt động vì không đảm bảo yêu cầu điều kiện an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.